12V từ bình ắc quy lên 220 bằng cái con IC 4047. Thực ra thì dùng cái con IC 4047 thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì là gọi là phức tạp. Mạch nó rất là đơn giản, chỉ có vài cái linh kiện thôi và lắp nó cũng rất là dễ thành công. Nên thì các bạn lấy một cái con IC 4047. Cái con IC 4047 đó thì nó gồm có 14 chân. Và khi các bạn đặt úp xuống nó xuống thì chân đầu tiên sẽ là chân số 1. Khi các bạn đặt úp nó xuống thì cái phía trên của nó, cái vành, nó có một cái vành khuyết hình chữ U đó. Thì đó là chính là cái phía trên của nó, thì chân số 1 nó sẽ nằm từ bên tay trái. Từ trái qua phải thì là chân số 1, và các bạn cứ đếm từ trên xuống. Và các bạn có thể lấy hai con Chansito D63 để làm cái tầng kích cho nó. Tiếp đến các bạn lấy hai cái con điện trở 1K mà nối song song với nhau thì sẽ thành 500 ohm. Và các bạn đấu vào chân da của con IC 4047, đó là chân số 10 và chân số 11. Bởi vì đó là hai cái chân da của hai cái chân da của con IC, đó là da dao động. Nó sẽ ra dao động ở hai cái chân số 10 và chân số 11. Vì thế hai cái chân da của hai cái chân số 10 đó và chân số 11 đó thì các bạn đấu qua hai con điện trở 500 ohm và đi vào thẳng chân B của cái con Chansito công suất kích. Của cái con D63. Con D63 thì các bạn có thể thay bằng con H1061. Nó cũng tương đương với con D63. Chân 7, chân 8, chân 9, chân 12 thì các bạn sẽ đấu sung mát. Các bạn sẽ kết nối 4 cái chân đó lại với nhau là một để cho nó sung mát. Chân 7, chân 8, chân 9, chân 12. Còn chân 4, chân 5, chân 6 và chân 14 các bạn sẽ nối chung lại với nhau để các bạn sẽ nối vào dương 12V của bình ắc quy. Các bạn bố trí cái đường điện như thế nào đó cho nó gọn gàng và đừng có chập nhau, đặc biệt là giữa cái chân, giữa nguồn điện âm và nguồn điện dương, làm sao đó cho nó cách ly và cách điện để cho nó khỏi chập nhau, hoặc là các bạn có thể thiết kế giống như mình. Cái điểm vừa rồi đây mình hàn đây chính là cái điểm dương 12V vào bo mạch và bo mạch dao động, và mình sẽ đánh dấu cái điểm dương của nó và cái điểm âm của nó cho nó rõ ràng. Sau đó thì các bạn lấy một con tụ 1UF, tức là 1 microfarad, và các bạn sẽ câu. Con tụ đó thì các bạn sẽ câu từ chân số 1
với chân số 3. Đầu âm của tụ sẽ quay về chân số 1 và đầu dương của tụ sẽ quay về chân số 3. Từ chân số 2 với chân số 3 thì các bạn sẽ đấu ra hai đường điện, ra hai cái dây điện giữa chân số 2 và chân số 3, các bạn sẽ câu ra hai dây điện. Cái dây đen đen nó mình câu đó chính là chân số 2. Và các bạn lấy một con biến trở 10k thôi là đủ. Bạn đấu cái con biến trở đó vào chân số 2 và chân số 3. Sau đó thì các bạn sẽ hàn các cái dây điện đó ra ngoài. Từ cái bộ mạch đó các bạn sẽ câu những cái dây điện ra ngoài để mà đấu cho nó dễ. Từ chân C của con đề 63 các bạn sẽ câu ra một cái dây màu trắng. Và chân E bạn sẽ câu ra một cái dây màu đỏ. Thì cái chân E của con D613 chính là cái dây tín hiệu, chính là cái dây tạo dao động cho cái bộ dàn công suất. Còn dây màu trắng thì các bạn sẽ đấu vào chung với chân C của dàn công suất, chính là đầu ra của phía ngoài của biến áp. Các bạn có thể lấy thêm một cái cuộn lọc điện, nó cái cuộn cảm này, để mà đấu ở đầu ra của cái bộ kích điện cho dòng điện nó được lọc và được lọc bớt cái tần số cao đi. Giờ mình sẽ đấu chân E của con D63, các bạn sẽ đấu với B của dàn công suất. Tại con D63 có hai chân ra là chân E thì các bạn đấu vào hai chân B của dàn công suất. Còn tại C của 63 thì các bạn đấu chung với C của dàn công suất và đấu thẳng lên đầu ra phía ngoài mối ngoài của biến áp, hai đầu mối ngoài của biến áp. Còn mát thì các bạn đấu chung vào chân E của dàn công suất và chung với mát của bo điều khiển. Ở bo điều khiển nó cũng có mát thì các bạn đấu mát chung bo điều khiển chung với chân E của dàn công suất. Tại cái đầu ra của biến áp, tức là cái đầu mà sau khi nó kích lên 220, các bạn có thể đấu thêm cuộn chặn, cuộn cảm để nó lọc điện bớt cái tần số cao để cho cái nguồn của bạn nó chạy nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ được lọc điện tốt hơn. Tại mối giữa của biến áp thì các bạn đấu vào 12V và cái biến áp này là 15 cm², mình sẽ quấn 13 vòng mỗi bên, hai bên là thành 66 vòng. Cho ra mối giữa, cứ 33 vòng thì mình sẽ cho ra mối giữa, sau đó mình sẽ quấn tiếp 33 vòng nữa. Nhưng vừa rồi đây mình sửa lại biến áp thì tình trạng là nó bị thiếu nên mình quấn hụt xuống, chỉ còn có 30 vòng thôi. Nó vẫn chạy bình thường, không có vấn đề gì. Dùng con IC4047 này thì kích thì nó thấy nó khá là nhạy và cũng khá là êm.
và trơn tru. Nếu mà các bạn chỉ thắp bóng không thì nó sẽ khá là êm, không có nhiều tiếng kêu rít. Nhưng mà nếu các bạn lắp quạt vào thì các bạn phải cân chỉnh cái con biến trở kia cho nó thật chuẩn. Và quạt ở đây thì yêu cầu là quạt phải là đang còn tốt, và cái shutter to phải nằm chính giữa cái rô to, không có lệch một tí nào hết thì quạt nó mới quay được. Và nó sẽ quay, tất nhiên là nó sẽ không thể quay tốt bằng cái điện lưới, bởi vì ở đây là điện kích ở cái tần số gọi là dao động 50Hz, nhưng mà nó là cái sóng vuông chứ nó không phải là sóng hình sin. Cái sóng vuông thì hầu như tất cả các cái bộ kích bán ở trên thị trường hiện nay thì người ta đều mà ra sóng vuông hết, ít khi mà có cái kích ra sóng hình sin lắm. Cùng lắm thì người ta làm được gần sin hoặc là giả sin thôi. Và cái ra sóng sin thì nó sẽ cái bộ kích nó sẽ giá thành nó rất là cao, khoảng 2-3 triệu, và mua lấy một cái bình SQ như vậy thì giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, còn hơn là các bạn mua cả bình SQ lẫn bộ kích thì nó sẽ lên đến 3,5-4 triệu một bộ. Nhưng mà nếu như các bạn tự làm được cái bộ kích thì các bạn chỉ mua cái bình SQ thôi thì nó cũng chỉ ở tầm cỡ cái bình SQ 1,8 triệu. Với cái bộ kích thì các bạn làm lấy thì nó hết bao nhiêu tiền đó thì đó là do các bạn làm. Thì như vậy thì sẽ đỡ tốn được rất là nhiều kinh phí. Đầu tiên mình sẽ chỉnh cái con biến trở này lên 1,8K. Thì nó chạy, quạt nó chạy, nhưng mà nó cũng chưa được mượt lắm. Mình chỉnh lên 2,8K. Thì nó chạy cũng không, tiếng nó cũng không được nghe, nó cũng hơi rú. Chỉnh 2,7K vẫn chưa đạt yêu cầu. Và mình chỉnh 2,5K. Thì thấy là nó cái tiếng kêu của cái quạt nó là khá là vừa tai. Tức là cái tiếng kêu của quạt nó hơi hơi gần giống với cái tiếng kêu mà khi các bạn cắm vào điện lưới. Tức là cái tiếng kêu của cái quạt nó hơi hơi giống như là cái tiếng kêu mà khi các bạn cắm cái quạt vào điện lưới. Thì đó là cái điểm chuẩn nhất. Sau một hồi cân chỉnh thì mình xác định được là khoảng 2,4K là chính xác. Và các bạn nên lưu ý là khi mà các bạn đo đồng hồ ở cái đường điện ra của cái điện của cái bộ kích này thì các bạn phải chỉnh cái biến trở đó ở cái tần số gọi là cái quạt quay được, thì lúc đó cái tần số điện nó mới chính xác là 50Hz. Thì khi đó cái tần số điện nó sẽ biến đổi lên có thể là rất là cao, nó tần số nó cao hay thấp là phụ thuộc vào cái biến trở các bạn chỉnh, và cái tần số nó biến đổi rất cao và có thể dẫn đến là chết đồng hồ, có thể là nó sơi tái đồng hồ của các bạn. Cho nên là khi các bạn mà vặn mà lên tần số cao thì nó sẽ sơi tái ngay cái đồng hồ của các bạn, tức là nó tần số nó không đúng và cái đồng hồ sẽ không đo được và sẽ
toi luôn cái đồng hồ. Bài chia sẻ của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ nhấn like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình.